Rồi. Tô Red Leo 65 Vin Vin 65 cộng 1, 65 cộng 4 đồ, 68 đồ cộng 4 rồi nha anh em. Đó. Mỗi người chơi xe độ có cây bô tăng thì giờ mình phải thủ cho mình cây bô Vin. Đó, mình đi tàn tàn đồ. Đây. Khui hộp nha. Đó, xịn sò. Inox 304 nha anh em. Đó. 304 xịn nha, không có pha. Đây. Tỏi sợ mớp. Đó, hơi bị dày luôn. Cái này là 35. 35. 35 35. 38. Cái lồng lưới trong này là 54. 54. Đó. Nói chung mình sẽ làm ZZ cộng 1 cộng 4 gì 68 gì bố được hết. Đây. Đó. Bố đỉnh chưa? Bố đỉnh chưa nè, cái đuôi nè. Không nhiều, 50 thôi. Không có nhiều, 50 thôi. Ví dụ như mà anh em nào muốn mà xài ZZ thì mình đóng cái tiêu nhỏ, mình làm cái tiêu cũng được, nhưng mà bố luôn. Nói chung nó đã làm vậy rồi thì mình để vậy mình bố luôn. Em muốn đóng tiêu đây. Gạch leo. Ok, à. À nó làm vậy anh em, ra ánh sáng, ra ánh sáng. Đây. Sao ta? Đây 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 đây. Đây. Bố đẹp luôn. Đây đi đứng nha anh em, cá gáo lên xe này. Nó form đẹp lắm nha anh em. Mấy cái bát này là gắn như Vin luôn, cái này không có bị cấn gì hết, không bị cấn, không có cắt gì hết á. Này là đưa vô như Vin luôn, nó tao rất là thông nha anh em. Này như Vin luôn. Lớp sơn rất là đẹp, bát dày. Rồi có ốc đây mở ra, ai muốn sau này muốn thay nỉ, muốn nhờ nỉ thêm thì mở cái ốc này ra thay luôn cũng được nữa. Đây. Mình làm dài luôn nè, kéo tới kéo lui được luôn. Ok. Này gắn như Vin, gắn dĩ bô Vin hết luôn. Một hộp là một cây nha anh em, một hộp là một cây. Giá cả hồi công bố sau. Rồi. Ok.